Autostyle sẽ mang đến cho bạn một sản phẩm, đó là phiên bản Glanger XLS ha. Mình đã thay cái mặt đầu xe và cái đèn chữ C ha vào cái cụm mới đó. Thì mình nhận được rất là nhiều cái câu hỏi của anh khách hàng là: Dũng ơi, cái phiên bản XLS một cầu hai cầu đó, thì bị tình trạng là cái phần đèn phía trước đó không có giống như phiên bản cao, thì có cách nào không em? Có cách nhanh đó, thì mình sẽ mua cái mặt ga lăng đó, và mình thay cái đèn chữ C. Thì cái này mình sẽ đặt phụ tùng ha. Cái phần đèn chữ C thì mình sẽ đặt hàng phụ tùng của Ford các bạn. Thì ngoài thị trường hiện nay cũng đang có những cái phụ tùng này. Và mình mua cái mặt ga lăng chữ Ford như cái mẫu size lắp to các bạn, chúng ta lắp lên thì hôm nay mình sẽ review chính xác một cái xe Glanger XLS đã làm theo cái style này nha. Cái phần đầu xe này các bạn thì khi mà mình đã nâng cấp lên thì cái phần đầu xe chúng ta sẽ không còn nhận ra đây phiên bản XLS nữa các bạn. Với cụm đèn chữ C đặc trưng của những cái dòng xe Glanger XLT, Glanger quay chắc nha. Thì cái chủ đạo của anh khách này đi là phần đen đỏ các bạn. Anh sẽ phối màu những cái chi tiết quanh xe từ bộ tem đến cái mặt ga lăng và đến cái nắp capo, sẽ đi hai tông màu đen đỏ nha. Một cái phiên bản phối mình nghĩ cũng khá là hợp lý ha. Muốn gợi ý giới thiệu cho khách hàng xem. Cái phần cụm đèn mà mình đã thêm là cụm đèn của phiên bản Limited đó các bạn, XLT Limited chứ chưa phải là đèn LED Magic ha. Đèn LED Magic thì nó giá nó sẽ cao hơn khoảng 6 triệu các bạn. Một combo đèn chữ C với cái mặt ga lăng thì nó tầm khoảng 37 triệu các bạn. Và nếu mà chúng ta dùng cụm đèn LED Magic và cái mặt ga lăng zin của quay chắc cũng có nha, mặt ga lăng độ cũng có nha, thì giá tầm khoảng 44-45 triệu các bạn. Đó, tất cả đều là phụ tùng chính hãng hết nha. Bên mình có rất nhiều phương án để nâng cấp một cái xe Glanger cho khách hàng. Với combo này thì anh khách đã đi cụm đèn của Glanger Limited đó, chúng ta sẽ có thể thêm vô hai cặp bi laser hoặc là hai cặp bi led vào cụm đèn led ở cái phần cụm đèn này đó. Ở phần ở dưới gầm chúng ta có thể thêm đèn sumo gầm nha. Ở phối phần phía trên thì đó là nắp capo, ốp nắp capo fix các bạn đó, cũng được phối hai màu đen đỏ ha, màu đen mờ, màu đen bóng và màu đỏ. Con tê giác là màu đỏ ha, hai cánh là đỏ đó. Anh khách này anh cũng khá là stylish nha. Những chi tiết được kết nối lên xe khá là hài hòa về những chi tiết của xe. Phiên bản Glanger của 2023 này mình đánh giá là một mẫu xe chúng ta có thể độ được rất là nhiều cái phiên bản khác nhau. Chúng ta có thể đi body kit lắp to, chúng ta có thể đi Hummer, chúng ta có thể up từ phiên bản thấp lên phiên bản cao một cách rất dễ dàng luôn nha các bạn. Và cái ngoại hình của Glanger và lắp to cũng không khác nhau quá nhiều nha. Chúng ta muốn up lên phiên bản Glanger lên lắp to thì cũng có thể đến Autostyle bên mình luôn. Mình sẽ tư vấn để thiết kế cho khách hàng một cái gói combo hợp lý nhất. Nhìn từ một góc 45 độ từ sau này các bạn, các bạn sẽ thấy một cái xe khá đẹp nha. Kết nối ở phần đầu xe, ốp nắp capo, thì cái phần hông xe thì những chi tiết không thể thiếu đó là cái bốn ốp của bánh các bạn. Phần ốp của bánh này trên thị trường có khá nhiều mẫu nha. Có những mẫu có đinh tán, có những mẫu ốp và không có tạo kiểu đen đỏ giống như vậy ha. Đây, ốp của bánh cũng khá đẹp đó. Với tạo hình là đen đỏ kết hợp với nhau đúng với lại cái màu chủ đạo mà anh khách này đang phối lại. Những cái chi tiết nâng cấp này để có sẵn tại Autostyle bên mình nha. Đây là phiên bản Glanger XLS một cầu thôi các bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta nâng cấp lên một số chi tiết nữa chúng ta phối lại với nhau thì cũng rất khó nhận ra đây là phiên bản một cầu nha. Cơ hội cho những anh mà đam mê độ, thích độ xe, tạo kiểu những cái xe phiên bản thấp giá mềm, chúng ta có thể tạo cho nó lung linh hơn ha. Rồi, chắc chắn là chúng ta không thể thiếu bộ mâm lớp rồi các bạn. Thì concept của anh khách này đi là bộ mâm Lenso và lớp Lenso các bạn. Nó sẽ tăng thêm cái sự thể thao, kết nối lại các chi tiết đó các bạn. Nhìn nó mượt mà, đậm chất off-road, đậm chất thể thao đó. Chắc chắn là chúng ta phải chơi mâm lớp khi mà chúng ta độ những chi tiết về xe đầu tiên nha. Thì mâm trên thị trường cũng có nhiều loại, mâm Lenso, mâm KMC, mâm Fuel, mâm Oasis các bạn. Mình thấy nổi tiếng nhất hiện nay là mâm hot các bạn. Mâm hot với những cái kiểu lõm vào trong nó đưa ra cái bộ mâm khá đẹp. Và đi phối với cái xe là một cái bộ tem các bạn. Bộ tem của tê giác màu trắng ha, trắng đen đỏ ha, một số chi tiết được kết nối với nhau. Đây là một trong những cái style của anh khách luôn. Bên mình có những thiết kế tem riêng cho từng mẫu xe của khách hàng nha. Khách hàng hãy đưa thiết kế ý tưởng cho mình, mình sẽ lên thiết kế bộ tem cho khách hàng.
Rồi, đi phần nội thất nè các bạn. Đó, nội thất của phiên bản Ranger này thì ghế là ghế nỉ nha các bạn. Đó, với những chi tiết cải tiến mới của phiên bản Ranger 2023, đó là cái lõm mở tay nó sẽ khác một chút xíu so với lại cái cách mở của cái phiên bản đời trước nha. Với những cái phần ốp, cái phần nhựa và phần nỉ cánh cửa thì cũng chưa được sang trọng lắm ở cái phiên bản thấp này. Đó, các bạn cũng muốn nâng cấp lên như những phiên bản Ranger quay chắc hoặc là phiên bản laptop, hoặc là chúng ta có thể mai chúng ta có thể sơn lại tùy chọn phần nội thất, thì cũng hãy ghé bên Auto Style bên mình. Bên mình là đơn vị chuyên nâng cấp về nội thất luôn các bạn. Bên mình có rất nhiều ý tưởng ha để nâng cấp một cái xe. Bộ ghế da chúng ta có đi da Napa, cái trần nữa các bạn, trần chúng ta có thể chuyển qua trần da lộn đen hoặc là những cái màu khác tùy chọn, cột IVC da lộn ha, thì khi mà chúng ta bước lên xe chúng ta sẽ cảm thấy luxury hơn. Có nhiều phong cách độ xe lắm các bạn. Có những khách hàng lại hướng về cái nội thất nhiều, cái sự tiện nghi nhiều, cái sự hưởng thụ nhiều. Những cái cột ABC này mình sẽ đắp lại da lộn ha, để nó cùng màu với lại những cái màu mà chúng ta thiết kế ha. Có những anh khách lại thích độ về công suất ha, độ về cảm biến chân ga, độ bô ha. Có những anh khách về thích về ngoại hình, vẻ đẹp bên ngoài, khách hàng sẽ độ mâm, lớp, những chi tiết ốp nắp turbo. Có những khách hàng sẽ chuyên về độ đèn ha, thực dụng, về những cái tính năng về xe, giống như hộp analog box, các kiểu luôn các bạn. Màn hình của phiên bản Ranger XLS AT này là phiên bản màn hình 10 inch thôi các bạn. Đó, màn hình của phiên bản cao sẽ là 12 inch, 10 inch, nhưng mà chúng ta cũng thể kết nối được hộp analog box các bạn. Mở ra một cái hệ thống đa giải trí luôn, xem YouTube, lướt web các kiểu luôn ha, rất tiện lợi luôn. Và ra chúng ta có muốn tăng công suất cho xe thì chúng ta thêm cảm biến chân ga nha, tùy vào khẩu vị của khách hàng. Tất cả những cái này thì đều có tại AutoStyle bên mình hết nha. Bên mình đều có xe lái thử, xe demo để cho chia sẻ cho khách hàng những cái sự trải nghiệm trước khi khách hàng đưa ra quyết định. Bên mình cũng có lắp những cái chi tiết về nâng cấp, về giải trí các bạn, về âm thanh nha. Rồi đây là những cái cụm và nút điều khiển trên màn hình LCD chỗ tài xế này các bạn. For từ phiên bản XL, XLS thì màn hình ở chỗ tài xế cũng là màn hình điện tử ha, rất xịn sò luôn các bạn. Hiển thị thông tin rất dễ luôn, thông tin trực quan, giúp chúng ta quan sát xe, sử dụng xe cũng khá là tiện. Cụm bên trái thì sẽ tùy chỉnh những cái chức năng về ga tự động, giới hạn tốc độ các bạn. Chúng ta có thể sử dụng xe ha. Và những chức năng trên xe của Ranger XLS chúng ta muốn up lên cái phiên bản cao thì cũng được, đều được nha. Ví dụ như đèn nổ từ xa, gập gương theo chè, cảm biến xuất lớp, thì bên mình đều có nâng cấp những chức năng này cho xe tại AutoStyle bên mình luôn. Bên mình sẽ mua những cái phụ tùng của Ford các bạn, mình sẽ gắn vào tính năng ẩn cho xe các bạn. Lúc đó xe phiên bản thấp sẽ được những cái tính năng giống như phiên bản cao nha. Cũng rất tiện lợi và dễ xài luôn các bạn. Phần chìa các bạn, phiên bản XLS, XL, XLS 2 cầu các bạn thì sử dụng bằng chìa cơ nha. Chúng ta có thể nâng cấp lên Smart Key ha, đầy nổ từ xa đó, để chúng ta khởi động bằng nút bấm, giống như những phiên bản Ranger Limited hoặc là Ranger quay chắc nha. Đó, thì vô lăng chúng ta có thể làm vô lăng đê kích nữa các bạn. Cầm tay vô sẽ sướng hơn, để thấm mồ hôi hơn, chạy sẽ cảm xúc hơn. Mình là người rất thích về gói về cảm xúc luôn các bạn. Có thể nâng cấp vô lăng đê kích, bô on up, đó, và những chi tiết về cảm biến chân ga các bạn. Chúng ta chạy xe đạp dính ghế luôn, rất sướng luôn các bạn. Đây là hệ thống chỉnh đèn nha. Chúng ta có thể chỉnh đèn và tăng giảm góc chiếu luôn các bạn. Và ta có thể chỉnh về những chế độ của đèn, màn hình sáng hơn hay tối hơn. Hàng 2 nè các bạn. Hàng 2 thì trong những chi tiết không thể thiếu khi mà chúng ta mua xe Ranger, đó là chúng ta làm trục điện hàng 2 nha. Trục điện hàng 2 chúng ta có hai loại, loại thông thường và loại best view. Best view thì trục không ra tiếng, nhìn sẽ xịn sò hơn. Hàng thứ hai thì một cải tiến hơn, đó là sẽ có cái hộc gió, thổi gió phía sau nha. Đó, một cải tiến mới của xe Ranger 2023. Giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi mà chúng ta ngồi phía sau. Có nhiều khách hàng chia sẻ phiên bản đời trước thì ngồi phía sau hơi nóng. Đó, thì đời này chúng ta đã yên tâm rồi nha. Tất cả những cái phiên bản của xe Ranger từ đời thấp lên đời cao chúng ta có thể nâng cấp được nha. Giống như cái hộc gió phía hai các bạn, đó là phiên bản Ranger XLT, Ranger quay chắc mới có ha. Còn phiên bản thấp hơn thì không có, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ nâng cấp được những tính năng ẩn này tại AutoStyle bên mình. Bên mình là đơn vị chuyên về xe Ford luôn các bạn. Tất cả những cái công nghệ xe Ford, nâng cấp xe Ford, bên mình là luôn là đơn vị đi đầu để đưa ra những sản phẩm cho khách hàng.
Đó. Cái phần phía sau thì khách hàng đã thêm vào cái cản một cái khung thể thao, cũng xem như khung thể thao Hammer các bạn. Cái mẫu này mình nghĩ cũng là cái mẫu gia công các bạn. Hiện nay trên thị trường cũng có khá là nhiều cái cản khung thể thao phía sau ha, tùy vào cái nhu cầu khách hàng. Cái cản cái thanh của xe quay chắc đó, phía sau cũng khá là đẹp đó các bạn. Đó là một gợi ý ha. Và Việt Nam thì có nhiều đơn vị cung cấp hàng xịn, hàng chính hãng giống như Hammer ha, một số đơn vị làm cản của Úc nữa các bạn, làm thanh của Úc nữa ha. Rồi phần phía sau thì chúng ta có thể làm lốc bẩn theo chè ha. Và camera da tích hợp trên màn hình thì xe này đã có sẵn rồi các bạn. Phần phía sau anh khách này anh cũng đi tông đen đỏ ha, ở cái ốp chữ pho phía sau các bạn. Anh sơn cái viền đỏ trên cái nền đen ha, và anh cố tình luôn sơn thêm cái chữ Ranger phía dưới màu đỏ luôn các bạn, để tạo điểm nhấn cho tổng thể thiết kế một cái xe ha, đen đỏ. Anh khách này còn trong những anh khách khá là chịu đầu tư về bộ tem các bạn, và những chi tiết lắp ráp phó trên xe ha, cũng khá là hài hòa. Phần đèn hậu chúng ta có thể thay qua mẫu đèn LED của phiên bản hai cầu các bạn, bản 4x4 ha, để trong cái xe nó sẽ xịn sò hơn. Cái cản ở phía sau cũng là một cái cản cũng đơn giản các bạn. Ở ngoài thị trường thì chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn lắm nha. Đây là cái bậc bước này, khi mà chúng ta bước lên sẽ bước lên thùng này các bạn. Mình đánh giá đây trong những cải tiến vượt bậc luôn các bạn. Tại vì trước đây mình sẽ làm một cái bậc bước âm thì nằm bên trong kéo vô thì nó sẽ làm hạn chế cái khoảng sáng gầm xe ở phần đuôi xe các bạn. Bây giờ nó làm ở bên hông, bước lên rất dễ dàng luôn ha. Chúng ta nhìn xe từ dưới lên nè các bạn, những chi tiết được kết nối với nhau khá hài hòa. Cái cản sau nhẹ nhàng thôi ha. Chúng ta đi xe chúng ta nên lắp cái cản sau, để khi mà trường hợp những có những cái xe sau hút xe chúng ta thì cũng là bảo vệ xe chúng ta tốt hơn các bạn. Ốp cua bánh cũng làm trong dạng ốp cua bánh mới ha. Các bạn để ý, ốp cua bánh này nó dành cho xe Ranger nên khi mà lắp vào chúng ta sẽ thấy nó né cái bình dầu nha. Một cái tiếng nữa là cái phuộc phía sau trong hệ thống treo của xe Ranger nó đặt ở ngoài các bạn. Điều này nó sẽ giúp cho cái vấn đề êm ái ha, cho xe Ranger sẽ nhiều hơn. Nhưng bên mình cũng có nhiều phương án giúp cho xe êm ái hơn bằng những cái bộ phuộc mà chúng ta có thể tùy chỉnh được độ cứng mềm, giống như phuộc Defender hoặc là phuộc BB51 ha. Một bộ phuộc giống như Defender thì bạn tầm khoảng 30 trên dưới 30 triệu thôi, chúng ta cũng có thể tùy chỉnh được độ cứng mềm ha, để chúng ta đi được. Bộ tem nữa các bạn, một tem thiết kế riêng cho anh khách luôn các bạn. Bên mình cũng là đơn vị chuyên thiết kế tem cho khách hàng luôn nha. Khách hàng chỉ cần đưa ra ý tưởng, đưa ra suy nghĩ khách hàng, mình sẽ thiết kế một bộ tem lên bản 3D trước khi in cho khách hàng. Đó. Một lần nữa các bạn nhìn ngắm lại phiên bản Ranger XL, mình đã up lên cái phiên bản Ranger XLS, up lên một cái phiên bản độ ha, gồm các chi tiết được kết nối với nhau khá là hài hòa. Tất cả những cái chi tiết nâng cấp này đều có sẵn tại AutoStyle bên mình, số 8 đường 1A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh. Các bạn cứ tới đây tham khảo ha. Bên mình có rất nhiều phương án độ ha, về tiện nghi, về nội thất, về ngoại thất, về mâm, về lớp. Chúng ta sẽ phối, chúng ta sẽ cá nhân hóa theo ý đồ của chúng ta để làm sao cho ra một cái xe thật đẹp. Các bạn đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình nhé, kênh Bùi Quang Dũng. Số Zalo tương tiếp trực tiếp với mình là 0933 586 579 nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.